bất chấp những phản ứng của phương Tây, bao gồm cả các biện pháp trừng phạt có thể có, Nga sẽ không thay đổi kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus. Đây là khẳng định của người phát ngôn Điện Kremlin khi các quan chức Liên minh châu Âu lên án kế hoạch của Nga và cảnh báo là sẽ áp thêm lệnh trừng phạt với Belarus. Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, phản ứng tiêu cực của các nước phương Tây sẽ không ảnh hưởng đến ý định triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga ở Belarus. Trước đó, Tổng thống Putin cho biết Liên bang Nga sẽ đặt vũ khí hạt nhân chiến thuật của mình ở Belarus như Mỹ đã làm từ lâu trên lãnh thổ của các đồng minh. Moscow đã bàn giao cho Minsk 10 máy bay và tổ hợp tên lửa Iskander có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Từ ngày 3 tháng 4, phía Nga dự kiến sẽ bắt đầu huấn luyện các phi đội Belarus và sẽ hoàn thành việc xây dựng một cơ sở lưu giữ vũ khí hạt nhân đặc biệt ở nước Cộng hòa này trước ngày mùng 1 tháng 7. Tổng thống Putin khẳng định Nga sẽ không chuyển giao quyền kiểm soát vũ khí hạt nhân cho Belarus và kế hoạch này không vi phạm các cam kết không phổ biến vũ khí hạt nhân. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên cho biết, nhà lãnh đạo nước này, ông Kim Jong-un, đã kêu gọi quân đội Triều Tiên đẩy mạnh sản xuất vật liệu chế tạo vũ khí hạt nhân để tăng cường kho vũ khí của Bình Nhưỡng. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un kêu gọi quân đội Triều Tiên phải sẵn sàng sử dụng các loại vũ khí bất cứ lúc nào và chỉ đạo việc gắn đầu đạn hạt nhân lên tên lửa đạn đạo vào ngày 27 tháng 3. Theo KCNA, quân đội nước này đã thử nghiệm hệ thống vũ khí hạt nhân tấn công dưới nước từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 3. Trong một diễn biến liên quan, Bộ ngoại giao Mỹ ngày 27 tháng 3 tuyên bố các mục tiêu của nước này vẫn là phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, đồng thời tái khẳng định cam kết của Washington trong việc tham gia đối thoại với Bình Nhưỡng. Dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, một vụ xả súng đã xảy ra tại trường tiểu học tư thục Covenant ở Nashville, bang Tennessee của Mỹ, khiến 6 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em. Theo sở cảnh sát Nashville, hung thủ đã bị cảnh sát bắn hạ tại chỗ. Hung thủ được xác định là một đối tượng 28 tuổi. Điều tra ban đầu cho biết hung thủ từng theo học ngôi trường này. Theo cảnh sát trưởng của thành phố Nashville, ông John Rick, tay súng đã lên kế hoạch thực hiện các vụ tấn công tương tự tại nhiều địa điểm khác trong thành phố. Ông cho biết, lục soát nhà hung thủ, các nhân viên an ninh đã tìm thấy bản đồ của trường học Covenant, có đánh dấu các cổng vào và các điểm giám sát an ninh. Theo thống kê của CNN, đây là vụ nổ súng thứ 19 tại một trường học phổ thông hay trường đại học ở Mỹ trong năm nay. Nước Đức dự kiến sớm thông qua luật quốc tịch mới giúp người nước ngoài nhập quốc tịch nước này dễ dàng hơn. Đây là một phần của kế hoạch cải tổ sâu rộng chính sách nhập cư nhằm nhanh chóng bổ sung lực lượng lao động đang thiếu hụt tại Đức. Dự thảo luật cho phép người nước ngoài đăng ký quốc tịch sau 5 năm cư trú tại Đức thay vì 8 năm như hiện tại. Những người có nỗ lực đặc biệt để hòa nhập xã hội, chẳng hạn như thông thạo tiếng Đức, sẽ đủ điều kiện nộp đơn sau 3 năm. Dự thảo sẽ dỡ bỏ lệnh cấm mang hai quốc tịch đối với những người đến từ các quốc gia không thuộc EU, nghĩa là những người nhập cư sẽ không còn phải từ bỏ quốc tịch gốc của họ. Đức muốn thu hút 400.000 lao động nước ngoài có tay nghề cao mỗi năm để tái cân bằng cơ cấu dân số vốn đang già đi và giải quyết tình trạng thiếu lao động trong các lĩnh vực kinh tế quan trọng. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF vừa đưa ra cảnh báo những nguy cơ đối với trẻ em liên quan đến AI, trong đó thì có quyền riêng tư, các tác động đối với tâm lý và hành vi theo unicef các thuật toán dựa trên ai học và lưu trữ những thông tin mà trẻ em hay bất kỳ ai tìm kiếm và tương tác ngay cả khi nội dung đó có thể gây hại cho trẻ hoặc những người xung quanh trẻ trẻ em cũng có thể bất cẩn hơn khi chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng theo đó trẻ dễ trở thành nạn nhân của các vụ xâm nhập dữ liệu trái phép báo cáo cũng cho rằng trí tuệ nhân tạo có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng và thiên vị chẳng hạn các trường sử dụng công nghệ ai và máy học để sắp xếp các đơn dự tuyển sinh của học sinh sinh viên có thể vô tình nhưng theo một cách có hệ thống loại trừ một số nhóm ứng viên